Trong trường hợp này, một số anh chị ở xa thì hỏi anh là học cái này có khó không? Thì với các bạn trẻ đang đặt câu hỏi như thế, thì anh Quang ở đây đã tham gia ngày đầu tiên như vậy, thì anh có thấy được cái điều gì nó dễ hay là khó đối với anh để chia sẻ cho anh chị em khác biết được rằng mình có nên hay không? Xin mời anh Quang. Dạ, thưa anh, em thì cũng ở rất là xa với địa điểm học của thầy ở đây ạ. Trung tâm thầy thì cách chỗ em ở là khác tỉnh, cho nên lúc mà mình đã quyết tâm vào một cái nghề rồi thì mình phải cố gắng ạ. Cố gắng mình là cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt ạ. Ví dụ như chương trình đào tạo của thầy thì có 3 tháng đến 6 tháng thì mình cố gắng mình hoàn thiện trong vòng cỡ 3 tháng đó, nó là rút ngắn cái khoảng thời gian mà học để mình ra mình mở được một cái tiệm để mình làm. Thì về bản chất thì mình cũng đã trải qua rất nhiều nghề, nhưng mà thế giới này thì cái môi trường kinh doanh là các thứ mặt hàng kinh doanh thì nó sẽ thay đổi liên tục ạ. Nhưng mình thấy cái nghề mắt kính này là có tiềm năng, cho nên mình theo thêm một nghề nữa. Còn mình hiện tại thì cũng đã thực hiện đến có 3-4 cửa hàng về những cái mặt hàng khác. Ước mơ là muốn thêm một cái cửa hàng về mắt kính nữa. Thế thì cái lần đầu tiên anh cầm, anh làm, anh học như vậy thì anh có thấy cảm như là dễ hay là khó thì đối với anh? Anh chia sẻ cho anh em biết được mình làm được thì anh chị có thể làm được không? Dạ, ban đầu thì mình cũng học theo từng bước của thầy hướng dẫn ạ. Nhưng mà nói chung cũng không phải là khó đâu ạ. Cái gì mà mình đã cố gắng thì sẽ tiếp thu nhanh để hoàn thành công việc nhanh, học nghề nhanh hơn ạ. Thế thì nãy anh có nói là nhà anh có 3-4 cửa hàng thì anh đang làm nghề gì, anh có thể chia sẻ cho anh em biết không? Bình thường không? Dạ, ví dụ như là mình thì đang còn thực hiện về là kinh doanh về các món ví dụ như là điện thoại di động, về là lĩnh vực viễn thông tổng hợp, dạ, rồi đến là cửa hàng điện máy, dạ. Ok. Dạ. Đó, thì anh chị thấy thì anh chị cũng đang có thể là chuẩn bị trang bị cho mình một cái nghề, hay là anh chị chuẩn bị đổi cho mình một cái nghề, hay anh chị đang có một cái nghề kinh doanh nào đó mà chúng ta thấy được doanh thu, hay chúng ta thấy được lợi nhuận, hay chúng ta thấy công sức chúng nó bỏ nhiều mà nó chưa đạt được cái mong muốn, cái mục tiêu, thì anh chị có thể tham gia thêm những cái nghề nào giúp cho chị đạt được mục tiêu nhanh hơn. Thì đây là một trong trường hợp anh Quang cũng đang tham gia vào vài ngành nghề giúp cho dân làng ở đó có được những cái sản phẩm mà anh cung cấp. Tuy nhiên là cái chi phí với lại cái đầu tư và cái làm hàng ngày như vậy mang lại cái rủi ro cao mà lợi nhuận nó lại hạn chế. Thì anh Quang tham gia cùng này, anh chị sẽ thấy ngày đầu tiên anh Quang như này là tuyệt vời, chúc mừng anh Quang. Dạ thôi, em cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy ạ.